luôn. Đức tiếp dẫn kỳ này cũng tới, cái đó là của như là ông Thanh Sĩ. Đức tiếp dẫn kỳ này cũng tới rước hiện dân thế giới ta bà, đem về cực lạc Di Đà, dứt đường sanh tử lánh xa hồng trần. Ba tánh nhớ tu thân lập hạnh, nữ nam cần cải tránh chịu tà. Lọc lừa trận ấy nổi ra có thần che chở cho qua tai nạn. Đó tất nhiên là sau này cái cảnh mà cõi ta bà của chúng ta đang sống đây là có tiên có Phật. Còn Đức Thầy nói trong bài Xuân Hạ Tác Còn Thơ đó là Đức Thầy nói là sau này là Đức Di Đà hiện chó hào quang, thấy không? Phật Đức Di Đà hiện chó hào quang Việt Nam là giống hồng bàng không còn hung bạo lăng lòn như nay. Mới dòm khắp chống gồng mây chơi dẫn dân hai lòng hết bẩn khùng điên thiên cơ biến ảo dị quyện hiệp chung tam cẩu với miệng trần ai nè. Hiệp chung tam cẩu luôn với miệng trần ai. Bút nghiêng hạ viết bài an lạc dẫu cho người dốt nát cũng nghe. Vậy thì bây giờ hiệp chung tam cẩu với miệng trần ai tất nhiên là cái cẩu. Kính đến toàn thể chư đồng đạo kính mến. Đồng đạo nêu lên trong một đoạn và nhấn cũng nhiều cái ý. Hỏi cái con lành là con như thế nào? Mình lành chưa? Mà mình bây giờ đang tu tập đây, coi cái kỹ lại coi như là mình được lành chưa? Mà nếu mà không có được lành thì bây giờ mình gắng làm sao cho nó lành. Rồi bây giờ lành nhưng mà trong khi đó là lành được bao nhiêu phần trăm rồi. Còn bao nhiêu cái phần mà chưa lành. Rồi nhắm có đủ điều kiện để mà giữ cái hội long qua hay không? Đó. Còn cái thành phần mà quỷ ma, mà thành phần đó như thế nào mà bị tiêu diệt, thấy không? Vậy thì bây giờ trước cái câu đó đó là vui dày xem hội hậu Long Hoa ha. Rồi mới tới cái câu này Long Hoa tiên Phật đáp ta bà, mới lừa lọc con lành diệt quỷ ma. Nếu mãi mê mang mùi tục lỵ, linh hồn chìm đắm chốn nơi hà. Lòng thầy chua xót ruột thầy đau, nghe được lời khuyên tỉnh giới nào kiếm quệ dứt xong rồi quả báo lo gì cửa Phật chẳng chen vào. Nhưng mới tới cuộc đời trần ôi quá khổ á, trường đỏ đen là chỗ nhức nhơ. Không phải cái bài thức tỉnh một nữ tín đồ. Vậy thì bây giờ đồng đạo mới nêu lên trong một đoạn mà hỏi qua cái ý Long Hoa là cái gì, mà Long Hoa coi như là cái hoàn cảnh nó như thế nào. Đau đâu, đau đâu ta bà đau đâu nữa. Vậy thì bây giờ ở nơi đây Long Hoa tiên Phật đáo ta bà là ở nơi cái cảnh Long Hoa sau này đó, là có tiên có Phật ở trong cái cõi trần này luôn. Bởi vì cái cõi ta bà độc đủ là kham nhẫn, có nghĩa là chịu đựng những sự cực khổ. Thì ta bà đây cũng là cái tiếng Phạn, Tào dịch ra gọi là kham nhẫn, có nghĩa là chịu đựng coi như là tất cả những cái sự kham nhẫn chịu đựng ở nơi cái cõi ta bà này. Thì bây giờ cái cõi ta bà này cũng gọi là cái cõi Diêm Phù Đề. Mà cái cõi Diêm Phù Đề này đó là một châu như là trong tứ đại bộ châu. Tứ đại bộ châu gồm có là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Hóa Châu, Bắc Cư Lư Châu, Nam Thiệm Bộ Châu. Mà mình ở đây nó thuộc về là Nam Thiệm Bộ Châu. Mà Nam Thiệm Bộ Châu đó thì trong đó nếu mà nói qua như là trong cái bộ Nhị Phó Hiệp Giải thì nó rộng quá đi. Một mặt trời, một mặt trăng, cõi trời giả ma này kia đội nó dài tới như là tứ châu thiên hạ đội nó nhiều lắm. Nhưng mà thôi bây giờ nó cõi ta bà là cõi chúng ta đang sống rồi. Cái cõi chúng ta đang sống đây là cái cõi ta bà mà Đức Thầy nó ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhận vui là cõi ta bà, là cái cõi mình đang sống, thấy không? Cõi ta bà ta thấy hỏi ôi sầu bá tánh quá nên kêu cách là chỉ cho cõi này với cõi gì nữa. Vậy thì bây giờ cõi ta bà này mà tại sao bây giờ Đức Thầy cho biết là sau này có tiên Phật. Tiên Phật đáo ta bà, Long Hoa tiên Phật đáo ta bà. Vậy bây giờ Long Hoa coi như là cái cảnh đó làm sao? Thôi giờ nói cho nó mau luôn. Bây giờ cái cảnh Long Hoa là trong Tứ Thánh có nói là núi rừng, chỗ ngọc, chỗ ngà. Còn Long Hoa lại chỗ trên tòa thượng hơn. Như vậy là Long Hoa sau này được xuất hiện tất nhiên là khi lập đời Thượng Quân. Rồi sau đó coi như là mới có cái hội Long Hoa. Bởi vì hồi xưa coi như là nó có hai hội đã trải qua rồi. Trong thời kỳ của Đức Phật Nhiên Đăng á, là Ngài lập lên cái hội Liên Trì, đúng không? Cho đến cái thời kỳ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã đắc đạo. Và trong khi đó Ngài coi như là lập lên cái hội Linh Sơn. Đó là coi như là ở coi như là quá khứ và hiện tại. Quá khứ là Đức Phật Nhiên Đăng, hiện tại là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi bây giờ còn Di Lai, còn tương lai tất nhiên là Đức Phật Di Lặc. Như vậy là Đức Phật Di Lặc là tương lai là cái hội Long Hoa. Như vậy là cái hội Liên Trì, cái hội Linh Sơn, cái hội Long Hoa coi như là tam thế Phật, tất nhiên là quá khứ, hiện tại và Di Lai. Như vậy thì bây giờ ở tương lai coi như là Đức Phật Di Lặc sẽ lập lên cái hội Long Hoa. Mà trong kinh lại bảo như thế này: là kỳ địa bình chánh vô hữu khâu khanh địa thượng hữu thọ hình tự kim long long thượng khai qua cố giết long qua thắng hậu nhân dân thọ dụng cảnh giới do như hữu tại thiên cung đao lợi thiên thượng. Bây giờ cái nghĩa nó là như thế này, kỳ địa bình chánh là mặt đất bây giờ là thẳng băng, không có gò nóng hầm hố. Vô hữu khâu khanh là không có gò nóng hầm hố, mặt đất rất bằng. Vô hữu khâu khanh. Địa thượng hữu thọ có nghĩa là trên mặt đất á, là có mọc lên một cái cây gọi là địa thượng hữu thọ. Hình tự kim long là cái cây nó giống như là coi như là cái con rồng. Hình tự kim long là giống như con rồng. Địa thượng hữu thọ hình tự kim long, nhưng mà long thượng khai qua có nghĩa là trên cái đầu cây của đó, cái cây mà cây long qua đó đó, nó có trổ ra coi như là cái bông, mà cái bông đó hình giống như con rồng gọi là long thượng khai qua, hình ở ra cái hoa gọi là long hoa. Cái cây thì cái cây giống con rồng mà nó trổ lên cái hoa nên gọi là long hoa. Long thượng khai qua cố giết. Rồi long hoa thắng hậu nhân dân thọ dụng cảnh giới do như hữu tại thiên cung đao lợi thiên thượng, là cái cảnh thời long hoa đó là cái con người thọ dụng cảnh giới đó, nó giống như là cảnh trời đao lợi vậy. Đao lợi thiên thượng giống như cảnh trời đao lợi trên trời vậy. Đó là long hoa. Vậy thì bây giờ long hoa tất nhiên là muốn nói qua cái cảnh đời sau này con người sống coi như là rất là tốt. Đất bằng vàng thảo mộc bằng châu, người nào cũng rất sống lâu an vui chứ chẳng khổ sầu điều chi. Là con người chúng ta sống là 4 muôn 8 ngàn tuổi. Con người coi như là như vậy, đấy là đó là con người sống trong thời kỳ hồi long hoa. Nhưng mà qua cái câu này là long hoa tiên Phật đáo ta bà. Vậy thì bây giờ long hoa sau này đó là có tiên có Phật ở cõi trần này luôn, chứ không phải nó là tiên Phật ở coi như là ở trên mà đất Phật hay là cảnh trời Tây, hay là tiên coi như là ở trên 33 tầng trời. Nhưng mà sau này cái cõi ta bà này có tiên có Phật cũng như là ngự là ở tại cõi ta bà này luôn. Bây giờ Đức Thầy có nói đây, Đức Thầy nói là sau này là trung ương tam cõi, phải không, là Phật Thánh Tiên. Trung ương tam cõi điều hòa mặt ta mới thảnh thơi chở gót hài. Rồi Đức Thầy mới nói trong bài Xuân Hạ Tá Cuộn Thơ là chúng ta sẽ thấy được như là sau này có Đức Phật A-di-đà luôn. Đức tiếp dẫn kỳ này cũng tới, cái đó là của như là ông Thanh Sĩ. Đức tiếp dẫn kỳ này cũng tới rước hiện nhân thế giới ta bà, đem về cực lạc Di Đà, dứt đường sanh tử lánh xa hồng trần. Ba tánh nhớ tu thân lập hạnh, nữ nam cần cải tránh chịu tà, lọc lừa trận ấy nổi ra có thần che chở cho qua tai nạn. Đó tất nhiên là sau này cái cảnh mà cõi ta bà của chúng ta đang sống đây là có tiên có Phật. Còn Đức Thầy nói trong bài Xuân Hạ Tá Cuộn Thơ đó là Đức Thầy nói là sau này là Đức Di Đà hiện chó hào quang, không Phật. Đức Di Đà hiện chỗ hào quang Việt Nam là giống hồng bàng không còn hung bạo lăn lòn như nay, mới dòm khắp chốn gồng mây chơi dẫn dân hai lòng hết bẩn khùng điên thiên cơ biến ảo dị quyện hiệp chung tam cẩu với miệng trần ai nè, hiệp chung tam cẩu luôn với miệng trần ai. Bút nghiêng hạ viết bài an lạc dẫu cho người dốt nát cũng nghe. Vậy thì bây giờ hiệp chung tam cẩu với miệng trần ai tất nhiên là cái cõi ta bà. Sau này là lập hậu long hoa, mà đã lập hậu long hoa thì có tiên có Phật luôn, gọi là long hoa tiên Phật đáo ta bà. Nghĩa là có hết ha. Vậy thì bây giờ chúng ta gắng tu tỉnh làm sao để mà giữ được như là cái ngày hội long hoa thì có tiên có Phật, và trong đó có Đức Phật có Đức Phật Di Lặc giáng thế. Thì trong khi đó là Đức Phật Di Lặc giáng thế là ngài là Phật rồi, thấy không? Và tất cả các vị tiên coi như là sống trong đời thượng nguyên thì các bậc đó là tiên hết rồi. Đó. Thôi giờ nói cho nó mau vậy qua vậy đi. Rồi bây giờ đến hai cái câu sau đó là nếu mãi mê mang muội tục hả? Lừa lọc con lành chứ diệt quỷ ma. Lừa lọc con lành diệt quỷ ma. Rồi đồng đạo mới hỏi chứ bây giờ con lành là cái con như thế nào, mà bây giờ coi như là cái người nào mới coi như là được giữ trong cái thời kỳ thượng quân thánh đức mà gọi là con lành đó. Vậy thì bây giờ ở nơi đây là Đức Thầy đã dạy bảo cho chúng ta biết là cái con người nào mà được sống trong đời thượng quân đó là con lành hết. Con lành hết tất nhiên là con tiên con Phật hết. Phải chuyển xây trái đất một bầu đặng lừa lọc con tiên cho Phật. Nhưng mà hay là gần xa thầy chỉ đành rành quyết tiễn con lành đem lại Phật gia. Như vậy thì bây giờ là Đức Thầy sau này Đức Thầy lựa tiễn hết như là thành phần nào mà hiền thì sau này coi như là được sống còn trong thời kỳ thượng quân thánh đức, phải không? Vậy thì bây giờ cái người nào mà hiền, cái người nào mà lành thì hiền lành chừng đó sum dày, quân thần cộng lạc mấy ngày vui tươi. Hay là lập rồi cái hậu long hoa đặng coi hiền đức được là bao nhiêu, gian tà hồn sát cũng tiêu, thảm thương bá tánh chín chiều được đau. Vậy thì bây giờ sau này coi như là đến thời kỳ coi như là thượng quân thánh đức là cái người nào lành coi như là sau này được hưởng, thấy không? Các chư Phật từ đây lựa tuyển, vừa lựa mà vừa tiễn. coi ai là đức hạnh hiện tử. Vì vậy cho nên bây giờ là phải lọc và phải lựa coi như là cái con người nào mà hiền. Nhưng mà đồng đạo hỏi gạn lên cái ý bây giờ hiền mà hiền được bao nhiêu, và làm một cái người hiền là như thế nào mới gọi là cái người lành. Thôi giờ nói cho nó mau đi, bây giờ cái người lành tất nhiên bây giờ cái người là được sống đời thượng quân, là cái người đó lành nó tất nhiên là phải có, một là giữ tứ ân, hai tất nhiên là phải hành thập thiện ngay. Nếu mà ai không có giữ được tứ ân, không hành được thập thiện thì bây giờ không có thể được gọi là cái người lành được để mà sống được đời thượng quân. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới nói là con người được sống đời thượng quân là trước tiên là phải có tứ ân, mà Đức Thầy cho biết đó là một câu quân lý tứ ân, ta đừng phai lạc, phải không? Phong thần bản ghi, hoặc giả là nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp sát thân mới còn, trả nợ thế nghĩa ân trọn vẹn, cảnh non bồng là kỳ hẹn ngày kia. Vậy thì bây giờ ai mà đền đáp được tứ ân thì sau này coi như là có mặt trong thời kỳ thượng quân thánh đức. Đó là con lành. Tại vì tứ ân gồm có là ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại. Mà bây giờ trong tứ ân này nếu như mà chúng ta thực hiện là một ân thôi cũng như là trọn lành được rồi. Có không? Bây giờ coi như là trong cái mục mà Đức Thầy nói đó là thiên ngàn việc chữ mà tà dâm đức trước, là muôn việc lành đó, muôn việc lành mà hiếu thuận là đức đạo, phải không? Vậy thì muôn việc lành mà hiếu thuận đứng đầu, tất nhiên là tất cả các việc lành coi như là có hiếu, đó là đứng đầu tiên đó, đó là cái người lành đó, cái đó là cái người thiện đó. Vì vậy cho nên bây giờ nếu như ai mà giữ được coi như là tứ ân chỉ là cái ân tổ tiên cha mẹ thôi là cái người này coi như là cũng được cái lành tốt đẹp rồi. Còn ai mà giữ được 8 điều đang cấm đó hen, là cái người này được trọn lành đầy đủ. 8 điều đang cấm, cho nên bây giờ tự coi như là đang cấm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu mà gìn giữ được trọn vẹn đi, bắt đầu đến cái răng cấm thứ 8 thì Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết đó là nếu ai giữ đặng là giữ 8 điều răng cấm đó thì được trọn lành trọn sáng, đúng không? Nếu ai giữ đặng tất nhiên là bây giờ được trọn lành trọn sáng về cõi Tây Phương, ăn dưỡng học đạo cho hoàn toàn trở lại cứu vớt chúng sanh. Vậy thì đây tất nhiên là trọn lành, mà nó được trọn lành rồi đó thì qua cái câu này tất nhiên là lừa lọc con lành. Tất nhiên là bây giờ sau này đến thời kỳ đó là lừa lọc con lành. Tất nhiên là những thành phần nãy giờ đã kể, tất nhiên ai gìn giữ được tứ ân, ai hành được thập thiện thì cái người này coi như là sau này được sống được đời thượng hơn. Vậy thì bây giờ thập thiện bây giờ là không sát sanh, nếu mà thập ác là sát sanh, đạo tặc, tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ý ngôn, ác khẩu, tham lam, sân nộ, mê si. Tất nhiên ở đây là 10 điều ác. Mà 10 điều ác nếu mà chúng ta coi như là không bị vướng mà làm được 10 điều lành rồi thì bây giờ ở đây nó thuộc về là thiện. Mà thiện tất nhiên là lành, mà Đức Thầy nói cho chúng ta biết đó là sau này coi như là cái người hiền đức đó hen là được hòa chân Chúa. Hậu Long Qua chọn kẻ tu mi, mà người hiền đức là được hòa chân Chúa, tất nhiên là được sống cảnh đời thượng ngôi đó. Thôi giờ đại khái nói như vậy đi hen, là nói cho nó mau. Bây giờ cái người nào lành là người đó phải có giữ tứ ân, và người đó phải hành thập thiện, và cái việc làm của mình coi như là tất cả những điều sai quấy và cái điều ác là chúng ta không có bị vướng, thì cái đó là lành. Đó là tất nhiên là lừa lọc con lành. Còn bây giờ là diệt quỷ ma thôi, bây giờ nói cho nó mau đi. Bây giờ là cái thành phần quỷ ma. Cái quỷ ma thì bây giờ Đức Thầy cũng cho mình biết rồi, cái thành phần đó sau này tiêu diệt hết, phải không? Tiêu diệt hết. Đức Thầy nói là đời dân vật là khôn ma khôn quỷ, tất nhiên cái thành phần này phải không? Đời dân vật khôn ma khôn quỷ, lo trang sức kim thời quê Mỹ, rồi phụ hoàng tục cổ nước nhà, trong tâm thì chứa chữ gian tài chứ chẳng chứa tấm lòng bác ái. Cái thành phần này họ sẽ không diệt được, đúng không? Rồi chỗ khác Đức Thầy lại nói coi như là thành phần quỷ ma, nghĩa là sau này coi như là bị là tiêu diệt hết, nghĩa là không còn được nữa. Đó tất nhiên là diệt tà nè, lập chánh nè, đành rành ba màu, nắm chặt nam thành xỉu phân, thấy không? Cái thần tà coi như là tiêu hết rồi. Bây giờ chỗ khác Đức Thầy xác định luôn coi như là cho chúng ta biết thành phần quỷ ma đó là ai. Làm gian ác là quỷ là ma, nghe? Làm gian ác là quỷ là ma, thì bây giờ sau này đến cái ngày lập hội rồi thành phần là gian tà hồn sát cũng tiêu rồi, còn gì nữa mà không diệt. Gian tà hồn sát cũng tiêu, thảm thương ba tánh chín chiều ruột đau. Thì làm gian ác là quỷ là ma, như vậy thì bây giờ là lừa lọc con lành, diệt quỷ ma. Tất nhiên là quỷ ma là không cần, chứ không có gì trên trời, diệt quỷ ma. Vậy thì bây giờ những người nào mà còn những cái tâm ác xấu đấy hen là sau này không còn. Mà Đức Thầy nói là cứu lương hiền chẳng cứu người hung, mà kẻ gian ác đó là đến sau tiêu diệt, tiêu diệt hết, tất nhiên là diệt quỷ ma. Thì đại khái nói vậy đi, phải không? Bây giờ đến cái chỗ là nếu mãi mê mang mười tục lệ, linh hồn chìm đắm chốn nơi hà. Nếu mãi mê mang, nếu mãi tất nhiên là còn say đắm. Mà mê mang có nghĩa là mê mang danh lợi. Vậy thì bây giờ là mê mang danh lợi cõi hồng trần. Có một hội này lập lấy thân, nếu để trễ chạy e chẳng kịp khuyên ai khuya sớm. Các chuyện thành. Như vậy là ở đây là mê mang, tất nhiên là mê mang theo là danh lợi tình, ba điều. Thì bây giờ mê mang theo danh lợi tình, tất nhiên là nếu mãi mê mang mùi tục lỵ, là cái mùi đó là cái mùi danh, mùi lợi, mùi tình, mùi tục lỵ. Lưỡi tê tân phổ đường thế đồ, gót cổ kỳ khôn, nghĩ thân phù thế mà đau, bọt trong biển khổ bèo đầu bến mê. Vậy thì bây giờ là cái mùi tục lỵ là cái mùi danh, mùi lợi, mùi tình. Mà ai mà còn đeo đắm trong cái mùi đó, thì sau này coi như là phải chấp nhận, phải chịu khổ. Mà Đức Thầy nói là dẹp lợi danh, dẹp hết mộng sầu á, đặng trở lại với cha còn Chúa. Mà nếu còn đeo theo cái con đường đó nữa thì sau này coi như là phải chịu ảnh hưởng thôi. Vậy thì bây giờ là nếu mãi mê mang mùi tục lỵ thì linh hồn chìm đắm chốn nơi hà. Vậy thì linh hồn tất nhiên là chúng ta có cái phần thân xác và có cái phần linh hồn. Mà thân xác này đã chết rồi, nhưng mà cái linh hồn này sau này coi như là phải bị đòn, phải không? Người chết rồi đâu phải là yên mà còn tiếp tục chịu thêm đau khổ lăn lộn mãi ở trong mê lộ, phải gánh mang vô số cực hình. Bao nhiêu điều tội ác của mình nó đều biến ra thành địa ngục. Mà bây giờ nếu mà con người sau này nó đã bị cái cảnh đó rồi, để tôi nói cho để biết cũng như tất cả chư quý vị đấy hen. Sau này coi như là cái cảnh giới địa ngục không có hình phạt nữa đâu. Không có, họ chết không có đọa địa ngục. Tại sao vậy? Tại vì coi như là Đức Thầy cho chúng ta biết coi như là sau đó coi như là Thiên Hoàng mở cửa, các lân địa hoàng cũng mở, mấy tận ngục môn mở hết rồi. 10 cửa xem thấy gây hồn cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lễ công cũng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian ấy, là đến lúc xuê sang tam hoàng trở lại là đời thượng quan. Bây giờ chết, bây giờ không có phải coi như là bị đọa vào trong cảnh địa ngục nữa, mà đọa vào đâu? Bị đọa vào trong địa ngục. Thường thường chết coi như là quỷ vô thường dắt xuống diêm đình, sổ sách kia tội phước đinh linh phạt với tưởng hai đường tạo đỏ, chết bị đọa địa ngục nếu mà tội. Nhưng mà sau này Đức Thầy cho biết không có đọa địa ngục, mà đọa vào trong chỗ là làm bùn, làm nước, làm cây đá, gọi là gian tà. Hồn xác cũng tiêu, tiêu hồn mà tiêu xác luôn. Xác đã tiêu rồi mà cái hồn cũng tiêu luôn, phải không? Cho nên Đức Thầy mới nói câu này: nếu mãi mê mang mọi tục lỵ thì linh hồn chìm đắm chốn nơi hà. Là cái linh hồn của mình phải chìm đắm chốn nơi hà, có nghĩa là nơi là bùn sình, mà hà đó là nước, là sông. Như vậy là như thế bao giờ biết tỉnh tu, hãm giam hồn xác chốn lao tù. Làm bùn nè là nơi đó, làm nước nè là hà đó. Như vậy là làm bùn, làm nước, làm cây đá trơ trọi giữa trời giảng kiếp thôi, nghe không? Ra cho mạc trơ nơi cây cỏ trong bùn lầy hoặc chỗ nhút nhơ, sống trong thế giới mù mờ khổ sầu hơn tử bao giờ đã mang. Nghĩa là sau này con người chúng ta chết rồi mà nếu mà không có tu phải coi như là đọa vào trong coi như là ngũ đạo linh hồn. Nhất đạo linh hồn là cư thủy, nhị đạo linh hồn là cư thổ, tam đạo linh hồn cư kim thạch, tứ đạo linh hồn cư sinh vật, ngũ đạo linh hồn mới cư nhân thể. Tất nhiên là trong đó là lục đạo linh hồn chứ, lục đạo linh hồn. Vì thế bây giờ là 2000 năm làm nước là nhất đạo linh hồn cư thủy, rồi 2000 năm làm đất là nhị đạo linh hồn cư thổ, tam đạo linh hồn là cư thảo mộc, có nghĩa là coi như là làm cây cỏ suốt trong thời gian 2000 năm. Mới tứ đạo linh hồn cư sinh vật, tất nhiên là trong đó coi như là sau khi mà chuyển sanh trở lên hen là đó là ngũ đạo, với ngũ đạo linh hồn mới cư sinh vật. Tất nhiên là mà khi đỏ làm cái con vật đó hen là phải 10.800 năm, 2.800 năm. Như vậy là cộng lại coi như là 2.000 năm làm nước, 2.000 năm làm đất, 2.000 năm làm đá, 2.000 năm làm cây, 2.800 năm làm sinh vật, cộng lại coi như là 10.800 năm. 10.800 năm. Tại vì bây giờ làm bùn, làm nước, làm cây đá, làm nước, làm đất, làm đá, làm cây, làm sinh vật đó, thì trong nữa làm cây, làm đá này kia đồ đó, thì chỉ có một mặt là trả quả thôi. Trả quả không hả? Không có dai. Nhưng mà khi là ngũ đạo linh hồn cư sinh vật nó vừa trả vừa dai, cho nên cộng thêm 800 năm nữa. Tại vì cái con vật sinh lên rồi bắt đầu nó dai thêm. Dai thêm cho nên cái là đến cái như là cái con vật là phải 2.800 năm. Như vậy coi như là từ coi như là nhất đạo linh hồn, nhị đạo linh hồn, tam đạo linh hồn, tứ đạo linh hồn và ngũ đạo linh hồn. Thì bây giờ cộng đến coi như là 10.800 năm. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết chớ mong yếm thử ẩm hà. 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con không có cửa có nhà gì chứ. 10.000 năm lẻ tất nhiên là 10.800 năm. Không có cửa nhà gì hết. Như vậy là 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con ta nhắc lại héo giòn cho trẻ cứ đau lưng đừng trẻ đừng chi. Thì ở đây coi như là rõ ràng coi như là qua câu này Đức Thầy mới nói là nếu mãi mê mang 10 tục lỵ linh hồn chìm đắm chốn nơi hà. Linh hồn chìm đắm chốn nơi hà. Như vậy là nếu mà đã linh hồn chìm đắm chốn nơi hà coi như là 10.800 năm như vậy. Mình coi như là bị đỏ coi như là một cái thời gian xa như vậy. Khi mà mình chuyển sanh lên được làm người nữa lọt thời kỳ hạ quân nữa rồi. Thượng quân hưởng người ta hưởng trân trọng. Mình coi như là khi chuyển sanh lên được là lọt cái hạ quân mình mà chịu khổ nữa. Tại vì cái nghiệp của mình sắp. Vì vậy cho nên bây giờ Đức Thầy mới kêu gọi chúng ta coi như là hãy ráng tu coi như là muôn năm thiên định nhất kỳ hạ quân xác định khai kỳ đông quan. Tất nhiên là muôn năm coi như là 10.800 năm vậy coi như là định có một kỳ coi như là kỳ thi thôi. Mà chúng ta không có chịu coi như là thi rồi đến giai đoạn đó là làm sao mà thi phải không? Thi tả cảnh bồng lai tại thế mãi chần chờ e trễ kỳ thi hay là muôn năm thiên định nhất kỳ đó. Tất nhiên là bây giờ là chỉ muôn năm đi có một lần một thôi. Mà không chịu tu rồi thì giai đoạn đó là kể như tiêu rồi. Thì thôi thì bây giờ ở nơi đây đó là chúng ta được giao lý Đức Thầy. Và Đức Thầy đã cân nhắc như vậy thì bây giờ nếu không tu thì sau này hồn xác cũng tiêu. Thảm thương ba tánh chín chiều ruột đau. Thì sau này coi như là tiêu xác và tiêu hồn, coi như là làm bùn làm nước, làm cây đá, trơ trọi giữa trời giảng kiếp tu khổ lắm. Bây giờ Đức Thầy đã nói vậy rồi, bây giờ ông ba cũng cho chúng ta biết là tu cho còn xác còn hồn mới ngoan. Là mấy người còn được xác thân thì là Đại Ngọc Cát Lăng Dư Kệ. Ráng tu cho còn cái xác sau này đặng dự hội Long Hoa. Còn nếu mà chúng ta dịp này mà chúng ta bỏ hút rồi đó thì sao trở lại khó để mà gặp được cái dịp này, không phải là đơn giản đâu. Thôi thì chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái tiêu đề này. Và xin trả lại ý kiến của tất cả chư quý vị coi có cái ý kiến gì hay bổ sung thêm là có cái gì đó để bạn thêm còn có thì xin phép cho thông qua tiêu đề này. Nam Mô A Di Đà Phật.